Bài học tiếp theo thực hành pha chế với phương pháp sách. Đây là cái sách cơ gồm 3 phần. Thì đối với phương pháp sách đó, là mình cho tất cả các loại nguyên vật liệu và tất cả các loại rượu trực tiếp vào sách cơ. Sau đó mình bỏ đá vô, mình sách. Thì tuyệt đối là các bạn không sách những gì có ga như là nước ngọt. Khi mình sách những chất có ga thì cái nắp gài nó sẽ bung lên. Thì lúc đó sẽ trúng mặt chúng ta hoặc trúng mặt khách hàng. Thì phương pháp sách thì đây mình có nhiều cách sách, thì đây tôi chỉ cho các bạn những cách sách đơn giản và đẹp nhất. Thì đầu tiên các bạn cho tất cả các loại nguyên vật liệu vào trong này, sau đó mình lấy nắp gài, mình gài cứng lại. Nhớ gài cứng lại, phần này rất là quan trọng, nếu các bạn không gài cứng lại nó sẽ bung ra, nó sẽ trúng mặt các bạn. Tiếp tục sau đó mình gài nắp gài lại, các bạn gài nhẹ nhàng thôi. Thì sau đó mình dùng ngón trỏ của mình đẩy cái nắp gài lại. Sau đó hai cái ngón tay còn lại của mình vịn cái sách cơ. Các bạn nhớ đây là hai ngón tay vịn sách cơ. Còn bên đây mình vịn luôn cái sách cơ lại. Các bạn nhớ nha, không là nó sẽ bung. Thì sau đó mình sẽ quơ đều từ ngoài vào trong. Sau đó mình quơ đều từ ngoài vào trong. Rồi sau đó mình sẽ rung cổ tay nha các bạn, rung cổ tay. Thì bây giờ mình sẽ kết hợp hai động tác một lúc nha các bạn. Rồi mình quơ đều ngoài trong rồi mình kết hợp mình lắc. Lắc độ khoảng từ 15 cho tới 20 giây. Hoặc cảm thấy lạnh tay là mình ngưng. Còn các bạn mà lắc quá lâu thì nó sẽ dính lại cái sách cơ, thì lúc chúng ta sẽ mở không ra. Đây là cách lắc thứ nhất. Còn cách lắc thứ hai thì tất cả các bạn cũng cho nguyên vật liệu, tất cả các loại rượu trực tiếp vào sách cơ. Sau đó mình cho đá vô. Sau đó mình gắn nút gài vô, mình gài lại. Rồi sau đó mình gắn nút gài, mình đè nhẹ. Thì ở đây cách thứ hai là mình dùng hai ngón cái mình giữ cái nắp gài. Các bạn nhớ mình dùng hai ngón cái giữ nắp gài. Còn bốn ngón tay còn lại, mỗi tay phải tay trái mình giữ cái standard sách cơ. Sau đó mình đưa lên nghiêng một góc 45 độ, còn mặt lúc nào cũng phải ngó thẳng về khách hàng. Các bạn nhớ nha, nghiêng một góc 45 độ, mặt ngó thẳng về khách hàng. Thì mình đẩy lên, đẩy xuống, đẩy lên, đẩy xuống khoảng từ 10 cho tới 15 cái. Nghe các bạn, hoặc khoảng 15 giây. Mình nhớ sốc mạnh lên nha các bạn. Để cho trộn đều thức uống. Ha. Rồi. Đây là standard sách cơ. Và một kiểu lắc thứ hai thì đây là thường nam thường hay sử dụng, đó gọi là bách tông sách cơ và mixing lắc. Thì mình cho tất cả các loại nguyên vật liệu và tất cả các loại rượu trực tiếp vào mixing lắc. Sau đó mình bỏ đá vô. Thì ở đây mình sẽ dùng bách tông, mình đậy lại. Các bạn nên nhớ đậy là tư thế này là mới gọi là thứ đúng nha các bạn. Phải xéo xuống, mình tuyệt đối không đậy thẳng. Ha. Sau đó mình sẽ lắc mạnh lên, trộn đều sản phẩm. Mạnh tay lên nha các bạn, khi mình lắc là phải mạnh tay lên. Thì ở đây cái mixing lắc lợi thế được cho các bạn là mình sẽ nhìn thấy sản phẩm bên trong trực tiếp, nó sẽ trộn sản phẩm như thế nào, màu như thế nào mình sẽ thấy trực tiếp. Khi lấy cái này ra là tuyệt đối là các bạn không gỡ ra sẽ không được, hoặc các bạn chặt tay ngay cái mép này thì sẽ bể cái mixing lắc. Chặt tay ngay cái mép này mình sẽ bể cái mixing lắc. Mình chỉ chặt tay bên hông này thôi, bên hông này hoặc bên hông bên này ha các bạn ha, hoặc có thể mình giật chỏ một cái. Tới đây mình lấy ra. Bài học tới đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài ngày hôm sau.